Minh Hằng công khai hành trình tiêm kích trứng để có con, dân tình so sánh với bà nhân Vlog. Trong một bài đăng mới nhất, ca sĩ Minh Hằng lần đầu tiên chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về hành trình lần đầu được làm mẹ. Nữ ca sĩ đã chuẩn bị rất nhiều từ kiến thức, sức khỏe đến tinh thần để đón chào thiên thần nhỏ. Cô cho biết, em bé này nằm trong kế hoạch của cô và chồng, có sự sắp xếp và chuẩn bị từ trước. Vợ chồng ca sĩ Minh Hằng lựa chọn biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF để có em bé. Xuyên suốt cả quá trình thực hiện, ông xã doanh nhân luôn là người đồng hành cùng cô, anh là người pha thuốc và tiêm thuốc kích trứng cho nữ ca sĩ. Minh Hằng vẫn tỏ ra bình tĩnh dù có chút đau đớn mỗi khi tiêm kích trứng. Ngoài ra, hai vợ chồng cô cũng tiết lộ bác sĩ cấy cả hai phôi thai vào cơ thể người mẹ, điều này đồng nghĩa Minh Hằng mang song thai. Bên cạnh câu chuyện có con bằng phương pháp nhân tạo của Minh Hằng, nhiều người so sánh với drama mới đây của vợ chồng bà nhân Vlog, theo đó, cặp đôi bất ngờ vướng tranh cãi với bác sĩ khoa sản tiên Ti, nhân cho biết bác sĩ phụ trách cho mình không cẩn thận, không sát sao từng chi tiết. Theo cô, bác sĩ thông báo với mình rằng 12 tiếng sau khi tiêm kích trứng thì quay lại để hút trứng nhưng khi cô đến nơi thì lại nhận được phản hồi là 36 tiếng, thế nên nữ YouTube bơ bức xúc tố giác. Ngược lại, phía bác sĩ Ti cho rằng bà nhân vlog mới là người chậm trễ, chỉ hoàn và muốn dùng việc tìm con để câu tương tác, câu view. Bác sĩ Ti tiết lộ từng nhiều lần hẹn bà nhân vlog tái khám định kỳ nhưng cô lấy lý do bận quay clip, bận ăn tiệc để hẹn lịch lại. Ngoài ra, bác sĩ Ti cho rằng bà nhân vlog diễn lố vì quá trình tiêm kích trứng tuy có đau nhưng không đến nỗi quản quại, khóc lóc thảm thương như nữ youtuber chia sẻ.